Bonjour. Ça va? Ça va? Et madame, ça va? Ta mère? Oui. Ça va bien, oui. Et vous, ensemble avec ta mère ou... Moi, je suis avec maman en ce moment. Ah, d'accord. Mais pour quelques jours. Encore une semaine. Hein. Et ouais, après, je... ouais. Sinon, tout jeune, c'est... ça ne marche pas. Hein. De quoi? De ta mère, mais la maison tout jeune, c'est... Ah oui. Ça fait problème. Mais elle ne veut pas partir, elle veut rester, elle. Bah oui. Elle aime bien. C'est sa maison. Oui, oui, oui. Ouais. Moi, toujours, j'allais là-bas et après, je fais vite haut les plats devant la maison. C'est bien. Photographier les fleurs. Oui. C'est beau, hein? Oui, c'est beau, c'est belle. Bon, bonne soirée. Vous aussi, bonjour madame. Hein. Ở xóm nhà mình ở cả nhà, ở đầu dưới. Nhà mình ở là ở kế bên Mary. Còn nhà của cô đó là ở lúc lúc ở dưới kia, dưới đường mình đi review đường rầy xe lửa. Đây là bông ở trước cửa nhà Mary. Giờ ngồi đây chơi. Đó, trước cửa Mary. Bông nhiều lắm nha cả nhà. Đi nãy giờ mệt rồi. Giờ về trước cửa Mary ngồi đây. Kế bên là đây. Ở đằng trước vườn bông cách tờ bạc. Đây là cái sân. Cái parking để cho học sinh 3 tuổi. 3 tuổi, 2 tuổi ra đây mẫu giáo cả nha. Trường mầm non á. Ra đây nè. Đạp xe đạp, chơi. Hôm nay là ba con này, sắp sửa tháng 9 này vô học. Thì tháng 9 này có phết lễ, phết Tivan. Nhỏ nhỏ thôi, về đây cho các em học sinh đây nè. Nó chơi, chơi xong ngày thứ bảy Chủ nhật là bắt đầu là vô học. Cho nên là phép nó về đây trước. Và ngày 4 tây là ngày Chủ nhật là mở chợ trời. Thì mở chợ trời ra thì người ta buôn bán nhiều lắm. Mình cũng buôn bán luôn. Lúc đó mình không có đi review cho cả nhà mình được. Mình chỉ review cái khúc chỗ mình bán hàng và cái trước mặt thôi. Mình sẽ review xong rồi chưa chưa lại thì mình nhờ bạn bè nó ấy, cái người kế bên đó, người ta coi giùm, cái mình đi review chút xíu cho cả nhà mình cùng xem, bán kiếm tiền để bỏ túi phụ vô chút đỉnh để dành đặng mà có đi đi Việt Nam gom góp từng đồng chứ có ai cho mình đâu cả nhà. Bán thí dụ nhìn bán được 2-30 cũng đỡ, nếu mà đắt nữa thì người ta mua nhiều thì cũng được 50-60%. Còn nếu mà bán ít người thì cũng được mấy chục, nhưng mà tùy theo món đồ,
món hàng đó mình bán rẻ thì người ta mua, mình bán mắc quá người ta cũng không mua, nhưng mà đồ của mình là đồ mới, thành thử ra thì cũng bán cũng 5-10 đồng thôi, chứ không có cái nào mà rẻ nhất là cũng 3 đồng. Đã nói là chợ trời thì dù cho đồ mới cũng thành đồ cũ cả nhà, ở đây nó vậy đó. Bởi vì người ta đem ra phân nửa đồ mới, phân nửa đồ cũ người ta bán, thì đồ mới người ta cũng bán cái giá khác. Thì cái người mà những người khách hàng người ta đi mua đồ đó thì người người ta không trả giá, có người trả giá có người không trả giá, bởi vì người ta hỏi mình nói nhiêu người ta mua nhiêu, nếu mắc thì người ta trả, còn như mình nói vừa đủ túi tiền của người ta thì người ta ok người ta mua, chẳng hạn như 5 đồng, 8 đồng, 10 đồng thì ok. Còn nhiều người không có tiền thì người ta trả 3 đồng, 4 đồng thì lúc đó thì mình cũng bán luôn. Nói chung là giá nào cũng bán hết. Đã nói là buôn bán chợ trời đồ cũ thì giá nào cũng bán hết, nhưng mà giấc sáng đó là mình bán không có hạ giá được, mình bán bằng mọi người. Còn giấc trưa giờ giờ xế xế khoảng 3-4 giờ thì mình bán hạ giá, rồi lúc đó mình dọn luôn. Thì mình ngồi đây để tâm sự là sắp tới mình bán chợ trời á cho cả nhà mình cùng nghe. Và bây giờ thì mình đi từ 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 về căn nhà của mình nha. Nãy giờ mình đi từ hồi 4 giờ. À, bây giờ là 5 giờ mấy rồi. Mình quay cái trước cửa Mary cho cả nhà mình cùng thấy đó. Xung quanh là trồng bông không ngang. Đây là Mary. Ở dưới thì về văn phòng làm việc, ở trên thì người ta ngủ. Đây. Trước cửa Mary dùng nông thôn Bambe. Đường này đi lại nhà bạn, cái nhà trắng trắng đó là trước nhà bạn mình này thì ở đằng sau, mà hôm nay đi ba con hết rồi. Cái nhà thấy mát mẻ không? Đó. Bông cây lá vàng nó rơi rụng xuống nè. Ngày ngày trước á là cỏ không nha cả nhà. Cỏ mà giờ nắng quá, chưa bao giờ mình thấy mà nắng hạn cỡ này. Cỏ chết hết, giờ chồi đất lên lòi ra 3 cái lá rụng. Chỉ có năm nay bên Pháp là như thế này thôi nha cả nhà. Chỉ có năm nay thôi. Giờ mình về nhà nha cả nhà. Thì mình review cho cả nhà mình xem mà cái chỗ mình sắp tới tháng 9 là mình bán chợ trời nó ở đây nha. Xe máy cày. Cái chợ phân á cả nhà. Đó. Ngay chiếc xe của ông xã trưởng đó tới cái cây hoa anh đào là tới ngang chỗ cái
cái đầu xe của cái nhà đó. Thì 3 giờ rưỡi là mình 3 giờ mình thức dậy để mình xí cái chỗ này. Chứ nếu mà mình thức trễ thì căn nhà đó nó lấy hết cái dòng cung, thì nó chiếm đoạt hết, thì mình phải bán chỗ này. Hình thử ra bây giờ là nay là không có gạch làm số làm gì hết á. Số là có người dành. Còn như để vậy là ai muốn bán ở đâu bán, ai tới trước thì có chỗ bán. Đó thì mình mà ngay chỗ mí rào cây này, ngay chỗ đầu xe đó, trước đầu xe đó đi dài tới đuôi cái đầu xe đó, thì mình sẽ căng dây, mình lấy một phỉnh đó của mình. Tại vì mình lấy một nguyên cả cái phỉnh này mình bán, mình đồ nhiều, nay mình chọn ra nhiều lắm. Ý là mình cho hết mớ rồi, còn một mớ là mình để là mình bán, để mình kiếm chút xíu tiền có đi Việt Nam chơi. Thì thôi, cái video của mình nhiều rồi, dài rồi, mình xin kết thúc ở đây nha cả nhà. Ova cả nhà hết nha, đó nhà ông xã trưởng đó. Thì nữa mình bán ở đây, cách hai căn nhà tới nhà của mình. Chào cả nhà hết nha, đây là cái chỗ mình bán đây.